Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga. Hiện tại thì mình đang ở trên trục đường Đồng Khởi, đoạn nhà thờ Đức Bà, và mình đang tiến dần đến đường Hoa Nguyễn Huệ Canh Tý năm 2020. Và hôm nay là sáng ngày 29 Tết. Ngoài đường xá tương đối là vắng vẻ hơn mọi khi. Và đây là khách sạn Continental ở ngoài Sài Gòn. Lượng du khách đến tham quan thành phố Hồ Chí Minh rất là đông. Sáng nay mình đi thì mình cứ gặp các đoàn xe của các công ty du lịch chở khách nước ngoài đến khu vực trung tâm thành phố để tham quan, và đặc biệt là ở phố đi bộ. Đây là nhà hát lớn. Đây là nhà hát thành phố ở tại trung tâm Sài Gòn. Trục đường Đồng Khởi này là một trục đường nối dài từ bến Bạch Đằng và kế tiếp là nhà thờ Đức Bà. Và dọc trục đường này thì các anh chị và các bạn sẽ thấy là khách sạn lớn và các shop bán quà lưu niệm rất là đông. Và đây là khu vực của đường Hoa Nguyễn Huệ năm nay. Tối ngày 22 tháng Giêng, tức 28 Tết, đường Hoa Nguyễn Huệ Canh Tý năm 2020 với chủ đề là thành phố Hồ Chí Minh vững tin tiến bước, chính thức khai mạc. Đường hoa được thiết kế dài khoảng 700m với hàng ngàn bông hoa đủ màu sắc và nhiều hoạt cảnh sinh động. Trước mặt là Ủy ban Nhân dân thành phố và cái đài phun nước. Đây là cổng chính của đường hoa, những chú chuột linh vật của đường hoa năm nay với nhiều màu sắc sinh động, chơi nhiều rồi nhạc cụ, tạo thành một bản hòa ca mùa xuân rộn rã. Chủ đề của đường hoa Canh Tý năm nay là linh vật chuột bố, nhạc trưởng cao 3m, chỉ huy đội nhạc công gồm có chuột mẹ cao 2,5m và 7 chú chuột con xung quanh, sẽ là mở đầu đầy hào hứng cho đường hoa Canh Tý năm 2020. Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan thưởng ngoạn từ 20 giờ đêm 22 tháng Giêng cho đến 21 giờ ngày 28 tháng Giêng, tức là từ ngày 28 Tết cho đến mùng 4 Tết. Sáng nay thì nhiều người dân và gia đình đã đến đây ghi hình và chụp lại những hình ảnh đẹp của đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý năm 2020. Đây là biểu tượng của linh vật và đây là khu vực cổng mở đầu của đường hoa Nguyễn Huệ. Theo mình nhận định thì đi đường Hoa Nguyễn Huệ thì mọi người nên đi cả buổi sáng và buổi tối, bởi vì mỗi một thời khắc sẽ có một cái điểm hay riêng của nó. Ví dụ như buổi sáng thì các anh chị và các bạn có thể chụp lại những cái tấm hình thật là đẹp cùng người thân và gia đình. Nhưng khi buổi tối thì họ lên đèn và với những cái hiệu ứng về màu sắc ánh sáng, nó sẽ tạo ra một cái khung cảnh sẽ là lung linh hơn và khác hẳn so với ban ngày. Đây là đại cảnh hội xuân tái hiện truyền thống đua thuyền của người dân Nam Bộ với các đàn chuột, các điệu sinh động, những bông hoa cúc, vạn thọ, dừa càng thể hiện cảnh sóng nước.
Những chú chuột này được làm rất là công phu với những cái hình ảnh và cái kiểu dáng khác nhau. Và những chất liệu làm ra những cái chú chuột của năm nay cũng khác nhau. Ở đường hoa Nguyễn Huệ, đặc biệt là mọi người sẽ nhìn thấy là rất nhiều loại hoa khác nhau ở nhiều vùng miền. Và hoa là phần quan trọng nhất của đường hoa Nguyễn Huệ nên được chăm chút và chuẩn bị rất là chu đáo. Rất nhiều loại hoa được trang trí từ loài vùng nhiệt đới cho đến hàng đới. Đây là khu vực đại cảnh xuân reo vui với những chú chuột đang thể hiện nhiều động tác tươi vui giữa cánh đồng hoa chào xuân mới. Và mọi người sẽ nhìn thấy là mỗi một chú chuột sẽ có một cái tư thế khác nhau, giống như là những cái chú chuột này đang tập thể dục vậy. Và có nhiều động tác khác nhau, khác biệt, rõ ràng. Và những cái chú chuột này được làm rất là công phu và đẹp. Mọi người quan sát kỹ thì những cái chú chuột này đủ hình dáng và kích thước, mang màu sắc tươi vui, được trang trí khắp thường hoa. Và những chú chuột có cả luôn cả là gánh bánh chưng, bánh tét. Đây là hai cái gọi là bánh truyền thống của người Việt vào ngày Tết cổ truyền. Dọc hai bên đường hoa thì các anh chị và các bạn sẽ thấy được những cái sản phẩm của các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn. Họ cắm thành những cái mô hình của xuân Canh Tí năm nay. Ví dụ những hình ảnh của những cái chú chuột hoặc là những cái bình hoa họ cắm mang một cái ý nghĩa rất là đặc trưng. Và từ đằng xa thì bắt đầu mình nhìn thấy là có một cái nét đặc biệt của năm nay. Như các anh chị thấy là thường thường ở nhà thì các gia đình họ thường thường hay trưng mâm ngũ quả. Và trước mặt các anh chị thấy đây là hình ảnh của mâm ngũ quả ngày Tết của miền Nam được trưng bày ở vị trí giữa đường hoa. Các mô hình mãng cầu, rồi quả đu đủ, xoài, dừa, sung thể hiện mong muốn no đủ của người dân.
Mình cũng đang tiến dần đến một cái phân đoạn rất là đặc biệt, và đặc biệt là buổi tối mọi người đến đây, cái khu vực này sẽ rất là đặc trưng bởi vì đèn được lên với công nghệ mà của đèn LED đó, sẽ tạo ra một cái khung cảnh tuyệt. Và đây là phân đoạn thành phố phát triển bền vững điện tin. Các đại cảnh ở đây xoay quanh việc bảo vệ môi trường như tái chế và xử lý rác thải, biến đổi khí hậu, đa dạng hệ sinh thái, bảo vệ nước và rừng. Đại cảnh rừng nước, đây là lần đầu tiên đường Hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng kết hợp mạng nước tạo thành hệ sinh thái thu nhỏ. Và đường hoa không chỉ là nơi khoe sắc tỏa hương của hàng ngàn chậu hoa, mà còn là nơi thể hiện sự sáng tạo, nỗ lực, sự khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân. Đây cũng là nơi hội tụ những giá trị độc đáo, vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đó là nơi sum họp, đầm ấm, vui tươi, nhân văn, đậm nghĩa tình. Và đặc biệt là bên cạnh đó, mọi người khi đi đến mà tham quan đường hoa Nguyễn Huệ thì cũng phải là góp ủng hộ và bảo vệ đường hoa, nâng đường hoa thành một nét văn hóa độc đáo và là một điểm du lịch của thành phố. Đây là những hình ảnh mà mình đã ghi được vào sáng ngày 29 Tết, và đây chỉ là một phần của đường hoa Nguyễn Huệ được ghi nhận vào buổi sáng. Và chúc các anh chị và các bạn sẽ đến nơi đây để mà có thể ghi lại những hình ảnh đẹp cùng người thân và gia đình trong những ngày xuân. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi.